thưa quý vị trung thu không chỉ là một ngày lễ đặc biệt đối với các em nhỏ mà còn là dịp để các cấp ban ngành và cả cộng đồng thể hiện sự quan tâm chăm sóc trẻ em để các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2023 của trẻ em trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, lành mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, đảm bảo các hoạt động vui đón Tết Trung thu diễn ra an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc, quy mô tổ chức phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị địa phương, bố trí kinh phí, huy động, vận động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân để thăm tặng quà Trung thu cho trẻ em, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi, trẻ em mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em đang điều trị tại các cơ sở y tế. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phấn đấu 100% tổ chức Tết Trung thu quy mô cấp huyện. Bên cạnh đó, các ngành chức năng và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm phục vụ Tết Trung thu kiểm tra phòng ngừa ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển tàng trữ kinh doanh các sản phẩm đồ chơi trò chơi có tính chất bạo lực phản giáo dục kém chất lượng độc hại nguy hiểm không phù hợp với trẻ em tuyên truyền cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn các sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng